hôm nay chúng ta sẽ chơi Minecraft nhưng mình có thể đi vào bên trong những cái vật phẩm và block. 3, 2, 1. Oh my god, oh, đây có rừng. Ok, đây có. Kiếm kim cương nè. Cái kim cương, biến đi. Mày hả bụi. Ui, chết là kim cương ơi. Làm ơn, mình nghĩ mình có thể tiêu diệt được nó. Yeah, boom, tuyệt vời. Chúng ta được cái gì vậy? Một cái kiếm kim cương có sắc bén ít, quét cạnh ít và chậm hỏng. Bây giờ thì đi vào à, thử xem nhá. Được luôn nè. Ok. Ui, mình đang đâu vậy? Cái gì đây? Đây là block nước đấy à? Từ bay lên. Ok, cái block nước nè, mình cần định hình lại cái chỗ của cái block nước nè. Đây rồi, tự chiến với mày nè con. Mày nè. Yes. Xong rồi. Ok, bây giờ gần đầy thanh máu rồi, chúng ta sẽ đi vào luôn thôi. Quăng vào nè. Yep, bàn chế tạo. Ok, quăng bàn chế tạo. Tấn công mình. Mày hả bưởi? Rớt cái gì vậy? Bedrock chest play hả? Yep, bedrock hả? Ok, thay cho cái này. Mình được tăng máu kìa mọi người. Mày hả bưởi? Mày hả bưởi? Mày hả bưởi? Mày hả bưởi?